Hello guys, hello, hello guys, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình MMO đây. À, thực sự phải nói là đánh ladder mệt quá, đánh. Nhưng mà phải nói là một khi đánh thì nó thật rất là cuốn, bánh cuốn. Hôm qua thì mình có push đây là top 1 Việt Nam rồi, mình 7.000, hôm nay mình nghĩ đã đủ cho mình rồi. Một top 1.100 tầm nữa, tầm nêm từ đến những ngày cuối cùng thì tắt xuống tầm 1.300, 1.400 gì đấy, cũng không tệ lắm nè. Best season của mình 2006. Đánh một deck thì nó rất là mệt và nó biệt là rất là off meta rồi, càng mệt hơn, đặc biệt là meta mùa này nó mệt quá, mùa này mùa trước cũng mệt quá. Ok, mình sẽ show cho các bạn một replay và active log này. Matchup này mình chỉ chọn một vài matchup mình thấy là nó hay thì mình sẽ share cho các bạn xem. What the fuck deck Megandai Pekka Mini Pekka Wizard Wizard Condition Card. Trận matchup này hay này. Matchup này cũng mình sẽ chọn, mình có một vài matchup này. Matchup này hơi đen quá. Một vài matchup mình đã share trong clan của mình. Big Bowl. Không thể tin nổi là mình có thể thắng được Big Bowl. Royal Giant, nhưng mà Royal Giant everywhere luôn. Matchup này khó. Hai cái matchup này xem mà mình lại thắng được một cái, thắng một cái thua. Ok, thua này. Ui, đánh thực sự rất là đau đầu. Ok, giờ các replay mình đã share vào đây rồi. Let's go, check it Mình có rất nhiều replay hay ở đây. Để mình sẽ chọn Pekka Ram, nó đơn giản đi. Snow, mình sẽ chọn cái deck matchup mà mình à, đây matchup của chị này rồi. Thực sự phải nói là xem cái matchup này cực kỳ là bánh cuốn, mình không nghĩ là mình có thể gọi là đánh sâu close cho cái matchup này. Ban đầu thì mình trên tay mình có hop, các bạn xem replay thì bạn sẽ hình dung được là trên trên tay của các player, trên tay của mình đang có những cái thẻ bài nào thì mình sẽ sử dụng. Thông thường thì mình có Hawk này, có Mirror thì mình cứ thả đi. Tại vì deck của mình là deck chuyên để đánh cái đánh chủ động. Cho nên mà các bạn đánh bị động là thành viên sẽ thua. Ban đầu thì Golem đặt rất là nhanh, Skeleton Dragon. Nhưng mà mình chưa biết là họ sẽ chơi Golem gì đâu. Có Flying Machine thì mình nghĩ ngay là clone, bởi vì là Flying Machine nó chỉ nằm trong deck clone thôi. Tại vì con Flying Machine này nằm trong câu deck clone cực kỳ là mẽ. Rất là may trong cái turn vừa rồi, cái Tornado ấy, mình kéo phát thì vẫn trúng luôn cả con My Wish, là rất là easy luôn. Có lẽ là trong turn này đã mình giữ lại, nếu mà mình tỉnh táo hơn thì mình giữ lại Arrow. Vậy là mình giữ lại Rolling Barrel, mình ném Arrow luôn, mình đã là một cơ phát luôn. Nên xong turn này này thì mình có thể mình ăn được cái trụ của sau tầm này, bởi vì là Skeleton, các bạn biết là Skeleton Dragon thì mình chỉ cần hai hit của Wizard thôi là đã bay được Skeleton Dragon rồi. Đây là tại sao mình không sợ Skeleton Dragon. Để nhanh nhanh một chút thì mình có rất nhiều replay hay trong tầm này, thì để hop lên, để hop lên thì ăn trụ ngay ban đầu, ăn trụ đầu tiên kiếm lợi thế. Các bạn để ý trong cái chơi này nhé, khi mà họ tách, còn mình không nghĩ là họ đặt hai con, ý đồ của họ rất là hay đấy. Ở con này hức thì tách ra với con Golem, sau đấy là sẽ để một con Flying Machine hoặc là để lấy để giữa này, vẫn rất là hay. Mình ban đầu mình cứ nghĩ là họ đang đặt lỗi, nhưng mà thực ra không phải, đó là ý đồ của họ. Lo này lên, mình không nghĩ là mình có thể thủ lỗi ở trong cái câu này được, bởi vì là tầm 40 giây nữa, hơn 40 giây nữa. Đáng lẽ ra mình thủ chắc thì mình có thể ăn được. Mình sẽ kết thúc luôn trong cái matchup trong cái 3 phút đầu tiên. Tuy nhiên thì đánh kiểu mà khinh địch. Mình tham đánh, bây giờ mình đánh khinh địch, thế là thua. Flying Machine phía bên kia. Trong cái tên này họ Arrow với họ đấy luôn, vì vậy là mình không thủ được. Mình không thủ được, mình không giữ được trụ. Rất là thông minh. Tuần này đáng lẽ ra mình có thể đẩy hop lên được, nhưng mà Arrow chưa đủ ly. Nếu mà Arrow nhanh hơn một chút thì có là perfect luôn. Hiện tại bây giờ là cân bằng. Thực sự bây giờ mọi thứ bây giờ trở nên cân bằng. Mình đánh đáng lẽ là mình cái đầu tiên là mình phải take care được con Wizard, mình bảo vệ được con nó.
chứ nếu mà trong trong cái deck của mình mà gần như là bay con kiến rớt thì mình là sẽ thua. Các bạn thấy Golem Claw thì mình không sợ nhưng mà chỉ có quá đông, nó chắc là quá đông, quân cứ thả spam ra đi. Spam rất nhanh. Và Wizard của mình có xoay nhanh đến mấy nữa thì nó cũng bị chết rồi. Bởi trong cái turn mà nó có cái lực phản công rồi. Tornado vừa ra rồi. Thực sự phải nói là họ số spam quá nhanh rồi. Cả mình cũng không control cái game này. Dù mà mình thay Wizard rồi nhưng mà mình chết thì phải không Wizard. Các bạn xem lại cái pha chậm này. 7 giây. Họ đặt rất thông minh trong cái tờ này là All in One thôi. Rất may là có Skeleton Dragon vừa rồi nó không bắn vào trụ Soleo. Một One HP. Sợ như là mất trăm mình. Cực kỳ là phấn khích bởi vì là mình không nghĩ là mình đánh với Golem Clone mà mình lại mất bài như này. One HP. Với matchup deck RAM thì dễ với mình. Thế thôi deck này thì dễ. Đây là cái matchup mà mình phải khá là thích với deck RAM. Thông thường với deck RAM thì cái đầu tiên là các bạn phải active King Tower này. Cái thứ hai là Windsor con nào dùng thì defend con nào. Ví dụ như trong deck của mình thì mình luôn giữ Vanquish để đập để defend Ghost này, Dark Green này. Batram và Wizard là luôn dùng để defend PK, đánh cùng chiều PK nhá. Nếu các bạn mà để Vanquish đánh cùng chiều với PK là các bạn thua rồi. Khi mà họ tách thành hai phương, hai bên thì các bạn phải chính là phải rất phải nên bình tĩnh để xử lý. Mình biết là trong turn này họ sẽ dùng Magic Archer luôn, mình biện về mình Tornado luôn. Đấy. Phiên bản này là phiên bản có Magic Archer và Ghost. Cái phiên bản mà có Ghost và Dark Queen đánh khó hơn. Không, thông thường thì họ sẽ dùng Magic Archer Dark Queen. Thủ Bandit bằng Skeleton đơn giản hơn, cơ bản như bạn xem. Mình sẽ đợi con Ghost xuất hiện và sẽ lên đặt Goblin Gang, đặt Goblin lên. Lô về phía sau. Đây, mình sẽ review nhanh cho các bạn. Đây, các bạn để ý trong cái turn này, đã lẽ ra mình có thể dùng Tornado được. Mình có thể dùng Tornado được để mình kéo Wind, giết được con Magic Archer và Pekka. Tuy nhiên thì để con Magic Archer nó bắn vào con Wind rất sớm. Turn này thì các bạn để ý tên này mình đặt con Vanquish ở bên đây nhé. Tại vì là cho dù các bạn đặt Vanquish có sớm hay muộn hơn nữa thì mình không thể chặn cái Ram Battle Ram và Bandit lao lên thì mình sẽ cần đặt vị trí này thì một mình Vanquish là cân đủ rồi. Nên là chỉ có mình Vanquish có thể xử lý được cái pha tốt như vậy. Pha quặng. Mình cố gắng ăn ở cái chủ trước để lấy cái thế. Ghost, đấy các bạn để ý ạ, Ghost luôn là dùng Vanquish để đi fan. Rất may là con Pekka, con Pekka đi ngược lại. Đánh rất chuẩn bài, matchup này rất chuẩn bài. Nếu matchup có Minion Hawk thì đánh dễ hơn. Cái matchup này thì mình không nghĩ là nó hay. Deck này thua. Deck dị bay đái, pick Sparky, Tornado, Skeleton Barrel, Goblin. Mình không đoán được deck này, chịu. Không, cái phiên bản này đánh dễ hơn. Cái matchup này mình không nghĩ là bạn player này họ sẽ mang cái deck này. Thực sự là
Nhiều khi các bạn đánh với lại off meta thì các bạn có thể hiện nhiều kỹ năng hơn là cái khi các bạn đánh với meta. Tại vì là mấy thằng đánh off meta đây là đánh dị vậy đấy, giống như mình chẳng hạn. Heal Spirit, Goblin Barrel, nghĩ ngay đến là Royal Hawk hoặc là Royal Giant. Chỉ có hai cái deck đấy thôi. Có Skeleton Dragon, hai cái deck này đều có hai con, đều có con thẻ bài này. Họ công rất nhanh, Tradeo trong cái turn này luôn, Activating Power trước đã khẳng định nào. Nó đẩy lên, đùn rớt trong turn này không giữ được. Đây, họ dùng, họ chưa đủ thời gian để xoay ra một cái Open Barrel, à, một cái 33 Barrel. Đây, các bạn để ý trong turn này nhé. Họ thả ngay một cái con 3 Musketeer, what the fuck? What the fuck? 3 Musketeer thả ngay cầu luôn. Mình sẽ cho Vanky là cái điều đặc biệt để xử lý trong này. Và trong tên này mình có thể, mình phải score giữ lại cái trụ này để cho nó bắn City, bắn một trụ. Goblin Hawk đẩy lên, sẽ có một vài hit đến từ mình cố gắng là ném để xoay ra một con skeleton để defend Goblin Brawler. Player này họ đánh rất là nó là cục. Bởi vì đấy, các bạn bảo là mọi nhiều khi gặp những player đánh kiểu này thì nó khi đánh khó hơn cả mấy thằng chuyên nghiệp. Quân rất là dị. Nên là các bạn, nếu các bạn đánh deck, các bạn hiểu rõ là nên khi nào bạn nên dùng Ellie, các bạn khi nào các bạn nên bỏ turn. Cái turn Fireball này mình cố gắng là mình ép họ phải dùng Fireball để có thể cycle Fireball đúng hơn. Mình cố gắng là mình xoay ra một con Wizard thứ hai, chấp nhận là bị Fireball, nhưng mà mình sẽ xoay ra được con Wizard thứ hai nhanh nhất có thể. Thế nên mà các bạn có xoay ra một con nữa. Trong tuần này thì mình cố gắng mình ép họ sẽ phải dùng Fireball trong tuần này. Đây là cái tiền tiên quyết, tiên quyết bởi vì là mình ép họ phải dùng Fireball để ăn được cái trụ này. Trong cái turn này mình dùng Fireball rồi, mình sẽ xoay ra một con Wizard thứ hai. Còn Wizard nào dùng được tiếp theo thì rất nhiều mình chết. Wizard đặt phía này, các bạn không nên đặt Wizard ở phía này nhé, bởi vì Wizard phía này nó sẽ bị pop lock bởi Nai. Cần ba nháy của Nai là bay luôn. Cái điều, cái sức mạnh của Funky luôn các bạn được thể hiện bởi khi mà nó đặt ở gần hai con Musketeer từ mình luôn. Hai con Banky và đấu, một con Banky đấu lại hai Musketeer luôn. Quay gì? Toyo và một Arrow máu Musketeer sẽ gần chết. Sự phải nói là mình đẩy Wizard quá nhanh. Mình đẩy Wizard quá nhanh. Các bạn biết là khi mà player họ chỉ một Fireball và một Barbarian Barrel thì các bạn nên đặt Banky ở đặt những quân thủ ấy, bạn cố gắng là bạn chấp nhận bị Fireball mà sau đấy là bạn sẽ đặt một Queen rất ở phía vị trí rất là thấp, tầm vị trí này này. Một bắt chấp mình phải nói là yêu thích xử lý như phản như vậy, nhưng mà bắt chấp cái mắt ơi không không mình sẽ tìm cái matchup mà mình rất thích. À, đây cái matchup mà mình rất là thích. Off meta, cái là off meta nhưng đánh nó dị vậy đại. Mà mình đúng là mình Hero đầu tiên và Trader luôn. Một bài an toàn. Thực ra trong cái thời này mình có thể mình biết là họ chơi Minions thì mình nghĩ là họ chơi giáp, nhưng mà không ngờ là họ chơi cả Lock hoặc cả Fireball. Easy. Thực sự là đánh dị. Bắt chấp này phải nói là đánh rất là phê. Wizard đẩy lên rất mẹ. Trong cái turn vừa rồi khi mà họ dùng Fizzy nhưng mà Fizzy fail, hiện lượng máu bây giờ cân bằng. Hawk đẩy lên Barbarian và mình sẽ ăn được cái trụ, ăn được cái đàn Barbarian này bằng Wizard. Các bạn phải xoay ra Wizard nhanh một cách nhanh nhất có thể. Giờ này thì mình bị chậm hơn một nhịp, mình không đủ Eli để chơi đồ. Và nó là khi chơi vừa Fireball vừa Fizzy cực kỳ là khó chịu.
mình arrow fail, có lẽ mình arrow mình tham quá, mình tham chơi đồ gì họ phải dùng họ ép họ phải dùng họ phải dùng fireball PG bởi vì là trong cái tương vừa rồi những cái shooter với lại đấy thủ nhân pop nhưng mà trong cái tương vừa rồi cũng cũng rất nhảy cái bên trái chuyển hướng đi thì nó sẽ hợp lý hơn. Toyo hợp lý. Và đây là thời điểm mình cycle spell hoặc là đẩy hot lên bắt họ tại thủ xoay cố gắng xoay một cái. Các bạn lưu ý trong cái tương này nhé. 177 thì mình nhớ là một tornado một arrow là đủ rồi. Vì vậy là mình cố gắng là phủ hot trước bởi vì khoảng chín arrow này trong chân này là mình cố gắng là dùng arrow này. Sau đấy là mình sẽ cycle tornado. À, xử lý quá hay. Và một bất chấp cuối cùng mà mình muốn share cho các bạn. Không, Icebo thì thực sự nằm hết xui rồi. Đến mắt chấp là cũng không thể thắng được. Đây, đây là một cái mắt chấp điển hình với lại Rare Dragon, Fireball và Baron Barrel. Thực sự phải nói đây là một cái deck gọi là mình phải cycle Wizard nhanh nhất cách một cách có thể. Thế lúc kia cái lúc nãy cái mắt chấp ở 3 Mat City ấy, họ cũng có Fireball, họ cũng có Baron Barrel thì các bạn phải đặt con Wizard cycle nhanh hơn, đặt Wizard ở vị trí này, vị trí này. Bởi vì Bavaria nó lăn thì nó không lao ấy tới. Thì vậy là các bạn sẽ để ở vị trí này nó hợp lý. Đây, các bạn thấy đấy. Ra trong cái trận này thì mình không biết thả con gì nên mình thả Banki thì phải an toàn. Bởi vì thêm mất thả Wizard thì nó sẽ bị thủ được ở trong trận tiếp theo. Bởi vì Wizard là cái bài mà để thủ được cả air, cả ground tốt trong cái deck của mình. Vì vậy Banki là một cái bài an toàn trong trận này. Mình thả Wizard 2, Fireball. Xui rồi cho cái này bắt được hơi cũng rất là may. Hey, các bạn biết rất là may khi mà con Wizard đầu tiên của mình vẫn chưa chết, con Wizard thứ hai xuất hiện và mình take care được con Wizard Funky Musketeer đẩy lên vài môn như thế này thì mình sẽ không nhận Copy Barrel và mình sẽ quay ra Slayer vô một con Wizard tiếp theo. Thực sự phải nói là cái matchup mà mình đã chiếm được ưu thế trong cái trong thời điểm hiện tại. Và bây giờ mình sẽ xử lý mình sẽ khá hơn rất nhiều. Tiếp tục có một con Wizard nữa. Và cái matchup này mình xoay tận với 3 con Wizard. Phải chứ. Xoay rất nhanh. Có những matchup mà mình phải nói là xoay của con Wizard nó bị ao ấy. Xong rồi nó khó lắm. Nhưng mà thường matchup này mình kéo rất nhanh. Xoay rất nhanh. Wizard của mình vẫn đứng lên bắn. Fireball và tiếp tục Wizard thứ 3. Ba Wizard khỏe thật học. Và một matchup cuối cùng mà mình muốn share cho các bạn đó là matchup quái gở này. Đây là cái deck mà mình đầu tiên mình nhìn thấy. Nó thực ra nó không phải mình không nhìn, chưa nhìn thấy mà nó đã, cái phiên bản này nó hơi lạ. Bởi vì các bạn biết là cái deck này nó thường nó đi với Nibaka này, Musketeer này. Nhưng mà cái phiên bản này lại có Skeleton Dragon với lại Scorpions. Các bạn để ý trong turn này nhé, mình sẽ xử lý là đặt Funky trước bởi vì Funky chịu được 2 turn của Sparky. Và sau đấy mình sẽ đặt một con Skeleton phía sau luôn. Trong cái turn này họ không nhanh tay hơn mình. Họ dùng giáp fail. Vì vậy là trong turn này mình thủ được. Xử lý tốt. Mình đoán được là deck này mình không nghĩ là được chơi. Mình cứ họ chơi Queen đâu, họ chơi đây các bạn nhìn nè, trên tay họ đã sẵn sàng là dùng arrow rồi. Vì vậy là mình ban đầu thì mình đoán ngay là họ sẽ có arrow, vì vậy là mình sẽ bạn pha xử lý cho mình. Mình sẽ đặt một con hawk ở thế này, mình kéo con nó sang, hawk nhảy lên thì mình sẽ đặt goblin ở kia luôn, đây luôn.
Rất hay, một pha lửa rất hay. Tuy nhiên nó lẽ ra đặt nguyên đặt con hot vào vị trí này, đặt con hot vào vị trí này thì con hot nó không bị nhảy và con Queen sẽ chạy theo con hot. Chơi rồi ăn được cái trận đầu tiên. Nhiều khi là mình thấy là đánh cùng mình ăn trụ trước, nhưng mình khi mình thấy là mình đánh cùng với hướng của Sparky nó rất là khá là tù. Mình có thể ăn được 3 sai, mình có thể ăn được 3 trụ nhưng mắt chắc là bởi vì mắt chắc là ăn 3 trụ nó cũng còn, còn nó có Sparky không đỡ được. Cái vết thương này mình cũng lỗi mất rất nhiều máu và gần như cái trụ trên phải mất luôn. Thực sự là mình chiếm lợi thế trong cuối cùng của mình không có được lợi thế. Sau này Arrow fail rất là mạnh rất nhanh. Mình cố gắng, đã biết là cách của họ là không có spell power. Như vậy là mình cố gắng là mình sẽ đẩy đi rất nhiều hơn. Hơn là đẩy Banky, và Banky là con bị cao hơn nhiều nhất. Phải cố gắng là phải bảo vệ con Wizard của mình. Cố gắng là có một hit từ Wizard bắn vào con Sparky. Bởi vì Sparky là một con cái bài quá mạnh ở trong cái mặt trận này, mình không thể control được cái mặt trận này nữa mà Sparky còn sống. Đây, các bạn chú ý, cái turn này họ mới sử dụng Arrow rồi. Thì mình sẽ cố gắng là giữ lại Hawk này, Goblin Barrel và Arrow trên tay luôn. Các bạn xem mình xử lý Goblin trước này. Perfect arrows. Và con Sparky nó đang lay quay để bắn con Banky. Con họng đẩy lên Toreo luôn. Nice. Toreo trong turn này thực sự nó hơi fail một chút, bởi vì là đáng lẽ là Wizard nó sẽ bắn vào trụ ở cái turn thứ hai luôn. Chúng vào trụ luôn nhưng mà nó không bắn trụ, con Wizard con Banky là con lên nhanh hơn. Đó, con turn này thì con Giant đẩy lên thì mình rất tay là mình cứu được. Banky rất may là Banky ở con này cực kỳ là chuẩn và cực kỳ gọi timing cực kỳ chuẩn luôn. Rồi mình cố gắng là đẩy Lolly Barrel nhanh nhất có thể gây áp lực cho họ, bắt họ phải dùng arrows. Chính họ nếu mà họ không dùng arrows thì họ sẽ thua. Họ bắt buộc họ phải dùng arrows. Họ của mình không vào trụ. Họ của mình khó quá rồi. Mình phải cần một cái, mình phải cần một arrow nữa. Thì em còn 10 giây, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 1. Nghe thở. Ok, cảm ơn anh em đã xem nhá. Và nếu anh em thích thì nhấn like, share, subscribe kênh của mình. Và chúc anh em nếu mà còn muốn phút nữa thì good luck. Ok, see you, bye bye. Thank you for watching.